chào cả nhà đã đến với kênh Em Đi Cuộc Sống Pháp nha. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ và bình an nha. Đây mình đang trên đường lên tới nhà bạn ăn nha. Nó có người bạn mời anh đi, được mời tới nhà bạn em mình ăn cơm nha. Mình chạy xe là 20 cây số mới tới nhà bạn của mình. Giờ mình đang trên đường lớn nha, xe quá trời xe luôn đó. Ban đêm giờ này mới có 7 giờ kém mà tối hù à, giờ tối hù mịt luôn, không có cái đèn nữa, không có một bóng đèn luôn nha mấy anh chị. Còn đây chạy đường chạy 101 mà nó chạy 90 rồi, nó chạy qua hoài đi chứ đó. Bạn để cho chạy 110 nữa không? Đây gói gói bị ra làm cái gì? Đây khách đang ngồi chờ. Bao kính lại như vậy nè để tại sao nó khô? Sợ nó khô á. Cho nên bao kính lại. Rồi cà ri vĩ đại luôn, cà ri gì? Cà ri gà. Cà ri gà hả? Ui rửa mạnh cái gì? Đó. Đây là hai hộp nước cốt dừa đã sẵn nè. Đó. Bây giờ đổ vô hả? Hả? Đợi qua lâu quá hả? Uống vài tía vô bệnh hoài đi. Xong đợi hai hộp luôn cho nó béo nha. Ở bên đây nước cốt dừa gì thôi à. Giờ quậy lên. Quậy lên. Là chỉnh điều. Rồi xong mâm mâm thôi. Mà nó anh kia Giang Nam cho anh kia. Một cái hả là nó ngứa. Hả? Nó ngứa là cái đã. Giang Nam sao? Năm vui trong 2 năm trả lời nữa. 2 năm nữa hả? Nè. Không phải năm tới về nữa hả? Không, tới dạng rồi. Không. Không là hẹn 2 năm tái ngộ. Hai. Hết đại trong túi, hết đại trong súng luôn. Hai đây độc thân nha mấy anh chị. Mấy anh chị nào có ai có chị gái chị rồi giới thiệu cho hai đây nha. Hai đây là độc thân nè. Vô. Ủa? Anh Kiệt sao trong năm không về nữa nuôi con? Nuôi con đúng rồi. Hả? À, nuôi sao lỗi đầy hết rồi. Em sang năm em về nữa đó. Cuối năm nè hả? Ờ hè sang năm em về. Hè hè đây hè nào năm nay nữa? À về chung với Tí gì? Không, Tí nó về không em biết nhưng mà em phải em cũng về. Tí thôi năm nay có thể nó đi thăm 7-8 giờ. Đi 2 tháng mà. Về sau thì cuối năm em đi phải không? Không, hè tháng 7 em đi. Cuối năm gì anh? Chào mình cắp bánh mì nha. Ăn cà ri. Ăn cà ri nha. Đi. Đây là người đẹp cắp bánh mì nè. Đó, đẹp gái không? Đây là con gái. Đây ngồi ăn mì không á con không? Cái ly, ăn mì không á con? Đây là hũ nước mắm. Nước mắm trong nửa ăn khỏi cuốn hả quẹ? Mình không biết đâu, bị chay cái gì, bị cuốn chay á. À, bị cuốn chay á hả? Sáng nghe nó nói.
đây là thơm, đây là bánh tráng. Cái chê cái tráng nước mắm làm gì đây? Ôi trời ơi Bảo ơi, cũng nó đắp đã rồi Bảo. Chứ mắm làm gì vậy? Này hả? Cà ri, à, canh mà. Muối tiêu canh hả? Cà ri xong rồi nha mấy anh chị. Đó, cà ri xong rồi nè. Bây giờ mình cho mấy con mấy đứa nhỏ nó ăn nè. Hấp dẫn không? Gà đây, gà qua vườn bắt vô làm mấy nha mấy anh chị. Gà hồi bữa em quay á. Bữa em quay em đi bán gạo á, bây giờ bắt vô á. Sống quên đồ sống không mà. Hai đồ sống không đúng rồi. Dạ mấy đứa phải rồi. Em về đây không ăn đồ sống. Em ăn đồ chín không à. Vậy đó thầy ơi. Đó, cho nên không bị gì hết. Dạ. Dạ dạ bị bệnh luôn, bị bệnh nhiều luôn á. Đâu có bệnh. Là nó đau đây. Đúng rồi. Đâu có chỗ kháng thủy á. Ờ đâu đây nè, không phải đâu đây, đâu đây nè. Giờ vô. Không có mồi nhậu nha, mồi nhậu chay nè. Nó khám khi mà nó cho thuốc rồi uống cho. Em nói đây em biết là anh nói là anh bị HPV. Con HPV á là con nhiễm con vi khuẩn bao tử ở Việt Nam. Là anh phải cái mấy gạt xong đẹp trai đúng không? Thằng nào lấy đẹp trai là 17 18 tuổi không nè. Đang ăn gà ghi. Đó. Mấy đứa là bên đây mấy đứa cháu nha. Ăn bánh mì cà ri, uống coca, uống nước lạnh. Đẹp trai nha. Anh biết đẹp trai lắm nè. Đây, Kelly. Sao đâu uống mà. Con tứng là tứng đâu cũng mì nha. Con tứng là tứng đâu cũng mì nha. Con tứng là tứng đâu cũng mì nha. Con uống mùa đó đủ quay ai chứ ba. Con uống rồi, uống rồi. Hả? Mà lấy đủ ăn nè. Cút mà nhớ đào. Đây là chút chín khô nha. Còn ăn nữa kìa, nhớ đào. Nhớ nhiều lắm. Vô anh Kiệt, vô. Anh là buồn thấy mòn luôn. Vô. Đây giờ thấy buồn. Anh Kiệt. Bánh vui. Cần dám uống nữa hả? Dạ em chưa? Ta sẽ nghỉ tiếp. Không, 2 năm. Chứ bạn 2 năm có đạn gì nữa. Mỗi năm muốn về rồi. Múc cho bà chơi, múc cho bà. Bảo, đưa đây luôn Bảo, múc luôn cho rồi. Con bị. Nhưng mà biết là phòng 45, 2 năm biết là. Mua chưa? Chưa, múc tầm 69. Đúng không? Đồng dám dính tào lao á, tại vì mình tới 1kg là không dám đâu. Nửa ký à, bị à. Nhưng mà này bán hoặc 3 tới 1 ký là Bảo nãy sáng mà coi mà. 1 ký giá khác à. Ừ, thì ký giá khác là nó 39 là đây. Dạ Bảo nó ghi hai mình gây lộn. Không ai hai mình gây lộn sao? Vui vậy. Đây cà ri. Này này cà ri của Miên lại nó cà ri Ấn Độ nha, của Miên. Miên lại, anh Hoàng Miên hả? Chẳng lẽ tao Miên? Anh không biết rồi. Thở câu dưới nữa. Anh ở đâu? Anh ở đâu? Tao dân miền Tây mà tao không phải dân miền Tây. Mà ở đâu? Miền Tây nhiều chỗ. Ở Vĩnh Long hay là... Ở Long An. Long An rồi, chẳng nói Long An đi. Không phải tao dân Trà Vinh. Trà Vinh Miên nhiều lắm. Có một thằng cái bên mày quay bên kia kìa. Anh Kiệt ở đâu? Hả? Anh Kiệt ở Gò Trắng. Hả? Ở Sài Gòn. Sài Gòn hả? Sài Gòn chứ không phải Sài Gòn đại ca. Sài Gòn. À Sài Gòn hả? Chứ không phải Sài Gòn nữa. Không. Anh để Sài Gòn mà. À. Mà anh Kiệt là người Ấn Độ mà đúng không? Ấn Độ Lai. À. Anh Kiệt bữa nào nấu cà ri về anh Kiệt. Này cà ri của bà Tám Trà đó. Hả anh Kiệt? Anh Kiệt nấu cà ri về ngon á. Đúng không? Anh Kiệt về biết không? Xong rồi, đi vòng rồi. Đang rau con thịt dừa nha. Rau câu không phải rau câu dừa nữa. Rau câu siro đào. Đào, cái đào. Chủ nhà nấu lên rau câu đi hơi bị ngon á. Rau câu đó là đi nửa vòng trái đất qua đây á. Tiếp bán đồng rồi, đồng 3. Đồng 29. Ê, bất lẽ đi, tôi đang quay YouTube. Vậy đó, lần nữa hả? Tôi buông nửa giờ, tao ba mấy giờ chị. Cái đó mua đâu, lấy về em biết, anh biết là đồng 29 lúc trước mua. Cái đó, đâu. Ngu à, 10 cây nè, có 10 cái đó. Ngu à, có đồng 29 đi ăn chồng nhà hàng. Mất đôi chưa trả. Mất dai, hồi đem quay rồi đó. Mất dai, sao thiếu dai, sao không trả đó. Cảm hơi bị chua nha. À, mình ngu, mình ăn rau xong mình ăn kem chua là đúng rồi. Ai nói mày không minh đâu. Mày thông minh đâu. Mình ngu, từ từ mày biết mình thông minh là được rồi. Chứ bạn chưa đến đâu. Mình ngu á, mình nhận ra được mình ngu là mình là người thông minh. Tức là mày thông minh, tức là mày biết mày thông minh. Tức là mày ngu, tại mày biết mày ngu, tức là mình thông minh. Cái này nó ngọt nè. Wow.
khóm nó ngọt phải nó luôn, chút xíu muối lên à, nó ngọt. Khóm ăn nữa không? Và ăn nữa trong lúc ở trên mớ đem về. Không mày, ổng ăn thôi đem về mày. Xin nó con chùa ạ. Không. Không có con chùa. Ăn ổng ăn thôi đem về. Nấu vịt nấu gốm. Nấu quế. Ăn cỡ rồi. Anh ta điện thoại cho quý của anh không? Đi đâu được đi? Đi đi ăn cà xe. À bông, đã vậy hả? Thế nữa, nó đi gái gì ai? Có cần, có cần. Có cần mua không? Bảo vệ không? Chua quá, cam chua quá mấy chị ơi. Thôi em cũng kết thúc video nha. Chúc mấy anh chị có ngày mới vui vẻ và bình an nha. Không quên cho em một cái bình luận, một cái like nha, một cái chia sẻ. Chào cả nhà, bye bye.